Vâng, xin chào bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe siêu phẩm mới về bên em, thương hiệu của Java. Và lần này xe trang bị với cấu hình rất là cao cấp, đồ G-Dub 1.5 và model của xe là Super Rema Frame. Trang bị bốn bộ G-Dub Simulo R5008 rất là cao cấp. Và trước đây em đã có về một chiếc xe Super Rema với cái tông màu đỏ đen, với cái tông màu xanh, thì nay em về một chiếc màu bạc da cam rất là nổi bật và cái tông màu là rất là hiếm, cùng với cái tông màu xe của dòng Titan ghi xám, ghi lông chuột các bác nhé. Đây là một mẫu xe thiết kế theo cái bộ khung khí động học siêu phẩm mới về bên em mà được rất nhiều các bác mong chờ và hỏi em về những dòng xe cao cấp của thương hiệu Ý, thì nay về một chiếc đây. Và bây giờ xin mời bác nhé, tổng giới thiệu chiếc xe. Vâng, thì như các bác biết thì cái mẫu dòng Java nó rất nhiều các model của dòng xe khung carbon khác nhau. Thì đây là cái mẫu model sản phẩm mới nhất về bên em, dòng Super Rema, dòng model cao cấp nhất của dòng xe Java. Em đánh giá tổng thể xe đánh giá là mới tầm 90-95% xe. Xe rất là mới các nhá. Với cái tông màu ghi xám lông chuột kết hợp với cái màu đen và màu da cam trên khung xe, tạo hiệu ứng rất nổi bật trên cái khung hình của xe đây, các bạn thấy rõ. Đây là một mẫu xe dòng cao cấp của Java bên em mới về. Và xe làm từ bộ hợp kim khung sợi carbon. Carbon toàn phần. Carbon UD siêu cứng bác nhá. Giúp giảm nhẹ trọng lực của toàn bộ của xe. Đây là một cái mẫu xe giúp cho những cái vận động viên đạp tốc độ cao nhất mà rất là ít tốn sức hao lực. Đây, tổng thể xe còn rất là đẹp. Đó là nhìn rõ đây. Những cái thông số của xe đều được ghi lên trên cái khung xe. Bản bên dưới rất là to so với những mặt bằng những bản xe khung carbon thông thường của dòng Java. Và xe chạy với bộ dây âm sườn rất là cao cấp, giúp giảm thiểu lực cản gió của xe về phía đằng trước. Thiết kế khí động học giảm lực cân bằng tối đa của những cái khung xe và tư thế ngồi của vận động viên. Đây, khung giữa của xe đây các thì phải đánh giá rõ, giúp cho những cái bộ chuyển động của xe dễ dàng hoạt động trơn tru, lực rất là tốn ít sức để các bác đạp cho những lực cản gió của xe. Đây là toàn bộ khung xe làm bằng carbon UD siêu cứng và nhẹ, và thiết kế theo cái bộ chuyển động khí động học. Tay lái ghi đông xe làm từ hợp kim nhôm với cái đường góc sắc nét rất là cạnh. Góc cạnh cho rất xe có bộ sự khỏe khoắn trên khung hình xe. Vô tăng có cái đường dây rất là dày, giúp cho bộ cái thẩm mỹ của xe rất là mới và đánh giá rất là cao. Xe sử dụng với bộ tay lắc rất là cao cấp của Shimano chính hãng 1.5, thiết kế dành cho những vận động viên chuyên nghiệp, rất là chính xác. Với bộ chuyển động của xe 22 tốc độ, có thể thay đổi vòng tư thế luân hồi rất là nhanh gọn. Đây, Shimano 1.5 bác nhé. Và bên tay phải em được trang bị với bộ loop tay lắc chính hãng của Shimano 1.5 rất là cao cấp. Xe đánh giá rất là mới bác nhá. Tổng thể xe đánh giá là 90-95%. Xe rất là ít đi. Sử dụng với cụm phanh kép, dấu phanh đằng sau, thiết kế cho cái bộ phanh đằng trước và sau rất là thiết kế rất là nhỏ gọn và rất là đẹp mắt, không bị lộ phanh phía đằng trước. Cấu trúc đơn giản, hiệu suất ổn định, cao hơn so với những mẫu phanh thông thường của dòng xe đua. Vâng, các bác có thể thấy rõ đây, cụm phanh kép đằng sau đây. Thường thường thì những dòng xe phanh đua thì thường ở phía đằng trước, thì đây nó ở phía đằng sau xe, giúp cái tính thẩm mỹ của xe rất là cao. Càng carbon kết hợp với những đường vân 3D
màu da cam và đen trên cái tông màu của ghi của tổng thể dòng xe Java. Vành nhôm chính hãng của DK, vành cao cấp bản 40mm, là bản 4 phân, giúp giữ cân bằng với tốc độ cao trên cung đường bằng phẳng cũng như đường leo dốc rất là tốt. Nan hoa kéo thẳng, rất là mới. Lốp Michelin, lốp cao cấp chính hãng của dòng xe đua, dòng xe vận động viên chuyên nghiệp, lốp Michelin chống đá và dăm, có hỗ trợ những đường khúc ôm cua. Lốp hiệu các bác nhá, dòng Michelin là lốp hiệu cao cấp, đứng đầu những dòng xe đạp thể thao, gần như đứng đầu rồi về sản xuất lốp cao cấp. Máy ở chính hãng của DK nguyên bản nó xe, có logo của DK đây. Cọc yên carbon, cọc yên carbon nguyên bản theo xe cũng làm khung hình dẹp cho với thiết kế của xe và làm được chất liệu carbon, cọc yên DK với những lần lốp xốp dẻo phần bên dưới cứng cáp giữ ổn định của xe và mang lại thoải mái cho người đạp xe. Cọc yên carbon cũng tông màu da cam và yên xe chính hãng ở yên DK, yên của dòng Java nguyên bản theo xe cũng rất là mới nhé, chưa hề có một vết xuất sát gì cả. Bây giờ xin đánh giá bộ chuyển động của xe đây. Bộ chuyển động của xe sử dụng với đùi đĩa DK, đùi CMC 7005, trọng lượng rất là nhẹ nhé. Thiết kế đùi đúc nguyên khối dính liền vào nhau cho thiết kế về trọng lực và năng lượng của xe rất là tốt. Đùi đĩa là 50/34T, giúp dễ dàng di chuyển trên những đường bằng phẳng hoặc là tốc độ cao. Đây, rất là hầm hố nhé, đùi đĩa trục rỗng. Và lần này em về với size chiều cao xe là size 48. Thế hợp các bác là 1m63 đến trên 1m7. Đây nó có ghi là, đây có cái ghi là 10 year qua Gratifi, tức là chính hãng của xe dòng Java là thương hiệu bảo hành với bộ khung trên 15, tức là cao cấp. Còn nguyên trên cái tem xe đây nó có thể dịch ra về, nó có thể dịch ra đây bên trên này đây. Gạt đĩa cũng chính hãng của Shimano 1.5 các bác nhá. Xe sử dụng với củ đề sau là củ đề Shimano 1.5, rất là cao cấp, gần như là chùm cuối của dòng xe đua rồi. Trục giữa là trục BB, trục F nhá, trục F BB. Xích líp là xích líp vàng của IBN, 11 tốc độ được mạ kim loại vàng đặc biệt, giảm lực ma sát và tăng gia độ bền của xe. Xích líp vàng IB11. Các bạn trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng xích líp này, rất là cao cấp. Đằng sau sử dụng cái vành của DK, vành 40mm và may DK. Giá bình nước theo xe, giá bình nước nhôm chính hãng của Mountain Bike, dòng giá bình nước hiệu rất là chắc chắn và dẻo của hãng Isuzu. Và bây giờ em xin vào nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với Mayer tối lỗ bạc đạn chính hãng của DK, lên lip đây, chuyển bộ động rất là nhịp nhàng với bộ G-Loop 0.5,
xích lip IBN 11 tầng lip, lip xích lip vàng. Tiếng lip. Các bác phải nghe rõ cái tiếng ve sầu kêu ấy, rất là đanh tai. Phối lổ. Bây giờ phải em sử dụng 12 tầng đĩa chính hãng lên đĩa. Rồi, chuẩn lượng rất trơn tru mượt mà quá nhá. Đây là mẫu model cao cấp của dòng Java Super Mega Dema. Trang bị với cả group 1.5. Bên em mới về. Thiết kế bộ khung carbon khí động học. Toàn phần khung carbon toàn phần. Group 1.5. Mà xem đánh giá rất là mới, em đánh giá là tầm 90-95% xe. Với tông màu lần này về rất là đẹp, cái tông màu ghi xám lông chuột kết hợp với cái màu da cam và đen đều là cái tông màu sport rất là thể thao. Vâng, em mời anh tổng thể giám sát xe Java Super Dema và xe được trang bị với cờ đúp 1.5 full carbon, khung carbon, càng carbon và cọc yên carbon. Xe giá rất tốt bên em là 16.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bạn trưa ngày mai.